của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại thì đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này, đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai vậy. Đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa, học hành y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được hết trơn á. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi vì thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không. Mời nhà trai. Chào em trai. Ngồi đi em. Dạ. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân, năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai, hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À, vậy đó hả? Rồi Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ con ở huyện Thống Nhất chú ơi. À Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ anh chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái con tên là Long. Năm nay con 26. Long? Dạ Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ. Năm nay con 26 tuổi. Con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Dạ, con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe ở Nam. Rồi. Con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi. Con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chủ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa con. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn Nam. Dạ con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện. Con cách nói chuyện. Con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á. Con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Nó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Thì sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nấy đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ người... lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó. Giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. À. Đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn á. Không, chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà. Ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh gì nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tặng con. Nhát lắm. Con nhát lắm hả? Dạ. Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con.
Dạ. Nhát. Nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình dạ. phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, con nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều ta, mà tôi cô cũng sói ca chứ bộ vợ. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú ơi, chú gặp nhà gái dạ. để coi làm sao. Anh chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được rồi con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Trời, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao, cao hơn. Quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Lúc ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm phải luôn. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Hả? Bên nhà gái ta mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Tại sao con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị gái. Có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi, mời ba mẹ cho ý kiến. Chú sinh gái xong mà sinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ ông Quyền Linh. Mẹ. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào nhà đại diện gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Tùy con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây. Rể của cô Kiên Giang đây. À có người rể cũng Kiên Giang, Kiên rồi Giang. Giờ mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ, dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Còn lại thì hai con quyết định. Dạ, cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Trời. Chị. Trời. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. Thấy em gái này cũng dễ thương. Thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào. Bắt đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con món quà muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn anh tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi. Từ hồi nó dày nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu rồi anh, hơn một năm rồi. Người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm. Nhưng em nghĩ vậy. Em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em hiện tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung. Tức là hoặc là đứa này qua chỗ này đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa học anh y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được thân hết trơn luôn. Á, thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo.
Dạ. Đúng rồi. Ừ. Lo bàn bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh, thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà, anh 27 tuổi, 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á, mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Xa ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì là em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính như vậy chứ nó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng. Đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh, thì anh đúng có bản lĩnh đâu? Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều á, anh đi không à. Anh đi hả? Không, tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà quá, nếu giận, như mà cãi đi. Thì anh cứ bỏ đi, vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời bùng vậy nổ. Thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo. Đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái. Con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói nãy giờ thì anh cũng thích em rồi, nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này, còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha, ở đây còn quá sớm mà. em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa từ từ là gần thôi. Không, bạn trai nói đúng đó con, nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, cho nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi, thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Hãy suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói Xuân. Chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bật một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè. Đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép mà cho anh hôn má em một cái nha. Ừ, à. Dễ thương tuyệt chứ. Thôi, như vậy là tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Đây là những món quà dành cho các em. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hy vọng rằng hai đứa sẽ thành đôi. Đẹp đôi lắm đó mẹ. Cảm ơn chú. Rồi, ok. Rồi, đây, đi xuống đây nha. Tụi con đi xuống đây. Đó.
Đó, chào ba mẹ. Đó, chào ba mẹ. Chào xong bác đi qua đây chào bác. Rồi đi luôn nè, đó.